Xin chào các bạn, video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để các bạn có thể tháo lắp và nâng cấp được RAM cũng như là SSD cho chiếc laptop Acer Arbitrage 7 A715-72G50NA. Thì đây là một chiếc máy gaming nha các bạn. Nhưng mà nhà sản xuất chỉ trang bị cho nó một chiếc HDD 1T thôi, nên là các bạn muốn cải thiện hiệu năng của nó thì các bạn gắn thêm một chiếc SSD ha. Và RAM mặc định của nó là 8GB. Hôm nay mình cũng sẽ nâng lên cho em nó là 16GB nhé. Rồi các bạn hãy lật mặt sau của máy lên nhé. Các bạn hãy dùng một cái tô vít như thế này, tháo cho mình con ốc ở vị trí này và vị trí này. Đây là chỗ để nâng cấp RAM nha các bạn. Còn đây là chỗ để nâng cấp ổ cứng. Sau khi tháo hai con ốc này thì các bạn hãy để ý nó có một cái góc có cạnh khuyết này để các bạn có thể cậy nó lên ha. Thì các bạn cứ cậy lên nhẹ nhàng từ từ thôi, tránh làm gãy những cái lẫy ở phía dưới nhé. Bên đây cũng vậy. Tiếp theo các bạn hãy tháo cái ổ cứng này ra cho mình nhé. Đây là chiếc HDD 1T mặc định theo máy. Các bạn tháo 4 con ốc cố định ra. Sau đó thì các bạn hãy nhấc nó lên nhé. Các bạn nhấc từ từ thôi, vì ở đây nó có một cọng cáp SATA này, rất mỏng luôn. Rồi các bạn rút cái cáp SATA này ra ha, nhẹ nhàng thôi các bạn. Cái máy này thì khách muốn giữ lại cái HDD 1T này nên mình sẽ bung máy ra luôn để mà nâng cấp SSD, nhưng mà nó là chuẩn M2 nha các bạn. Ở trong nó có một cái khe M2 để các bạn nâng cấp ổ SSD chuẩn M2. Tiếp theo thì các bạn hãy tháo toàn bộ những cái con ốc còn lại ha, ở trên máy. Trời nó sắp mưa nên là hơi tối, để mình đi mở thêm điện nhé. Các bạn thấy sáng hơn chưa? Tiếp tục tháo nha các bạn. Con này tháo ốc là mỏi tay luôn nhé.
sau khi đã tháo được toàn bộ ốc thì các bạn hãy dùng một cây nẩy, các bạn nẩy nó ra ha, các bạn nẩy bốn cạnh của nó, các bạn cứ nẩy từ từ nhẹ nhàng thôi nhé. Sau đó các bạn chỉ việc nhấc nó lên thôi ha. Thì như các bạn thấy, đây chính là cái bộ phận tản nhiệt của máy này, gồm đường ống đồng và hai cái quạt tản nhiệt. Máy này máy gaming nên có tận hai cái quạt nhé, nhưng máy thường thì thường có một cái thôi các bạn. Đây là pin này, bên này là loa nha các bạn, bên này cũng là loa này. Cả wifi này. Còn đây chính là cái khe cắm SSD M2 nha các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ, đây chính là một chiếc SSD M2 128GB này các bạn. Các bạn hãy quay đúng chiều ha, và đưa nó vào vị trí này. À quên, trước tiên các bạn phải tháo con ốc này ra nhé. Ở đây thì nhà sản xuất cũng cho sẵn một con ốc rồi. Bạn đưa nó vô ha. Đúng chiều. Sau đó các bạn ấn xuống ha. Bạn bắt lại vít cố định nhé. Vậy là xong phần SSD. À, đây nó còn khe RAM trống này. Thì con laptop này nó chạy DDR4 nha các bạn. Đây mình sẽ gắn một thanh DDR4 8GB bớt 2666 nhé. Cùng bớt với cái thanh cũ của nó luôn. Gắn RAM cũng vậy, các bạn hãy quay đúng chiều nhé. Sau đó các bạn đặt vô, ấn xuống, hai cái gàm của nó ăn vào là ok ha, khóa lại là ok. Các bạn tiến hành lắp lại máy ha, đặt lại phần vỏ này. Khi mà đặt đúng rồi thì các bạn ấn xuống để cho những cái lấy những cái khớp nó ăn vô ha. Sau khi tất cả các cái lẫy và khớp đã ăn vô thì các bạn hãy tiến hành bắt lại vít cố định nhé. À để mình gắn cái HDD vào đã. Sau đấy thì các bạn tiến hành bắt vít cố định. Lúc tháo ra sao thì lúc các bạn lắp vào cũng như vậy nhé. Cứ nhẹ nhàng tình cảm thôi.
sẽ nhặt ra 4 con vít cố định cái HDD này. Nó nhỏ hơn mấy con vít bình thường nha các bạn. Bắt vít thì tốt nhất các bạn cứ bắt đối xứng cho mình nhé. Tiếp theo thì các bạn hãy bắt lại tất cả những cái con vít cố định ở xung quanh máy. Hai cái nắp này thì mình bắt phía sau cũng được nha các bạn. Nhiều ốc quá bay tứ tung này. Quá trình tháo lắp thì các bạn chú ý một chút, tránh làm rơi rớt ốc. Rồi đến khi lắp lại thì lại không đủ ốc nhé. Các bạn chỉ cần vặn tới tay thôi, không cần vặn quá chặt đâu. Dành cả thanh xuân để bắt vít đây các bạn. Tháo và bắt. Vặn ra rồi lại vặn vô. Thì bạn nào mà xem video của mình á mà chưa nhấn đăng ký kênh thì hãy cho mình một đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Mình làm video chia sẻ với các bạn thì cũng chỉ mang tính chất là chia sẻ thôi, chứ cái chủ đề của mình nó hẹp lắm. Cũng bật kênh bật kiếm tiền rồi nhưng mà kiếm không được nhiều tiền hết các bạn. Mong là một ngày nào đấy mấy năm nữa thì nhận được cái nút bạc, phải là gọi là làm kỷ niệm thôi. Tiền cái kênh này thì kiếm không được nhiều đâu các bạn. Tháng mấy trăm nghìn không bỏ đâu các bạn. Rồi tiếp theo các bạn hãy nắp lại cái phần nắp bảo vệ phần ổ cứng HDD và bảo vệ RAM ha. Các bạn đưa cái cạnh này và cạnh này xuống trước nhé. Nó sẽ dễ hơn là các bạn đưa những cái cạnh kia xuống trước. Này thì các bạn phải ấn xuống này. Ấn cũng nhẹ nhàng thôi, đừng có mạnh tay quá ha. Nó gãy lấy. Rồi các bạn bắt lại vít. Bên này cũng y vậy nha các bạn. Như vậy là xong. Việc còn lại của các bạn là hãy mở máy lên, phân vùng và cài đặt hệ điều hành cho chiếc laptop. Sau đấy thì trải nghiệm coi là cái tốc độ của nó được cải thiện đến mức nào ha. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video có ích, hãy cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình và theo dõi những video tiếp theo. Xin chào các bạn.